Đây, bọc một màu sâu minh minh tâm mà. Đâu đâu. Giờ đây tôi đây, phu nhân của nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh. Rồi, chào quý vị khán giả. Đây người đẹp Thu Hà. Thì Phượng Nhung, thì Nhung là khỏi nói rồi. Ở đầu tổng thấy không phải giới thiệu nghệ sĩ Phượng Nhung để cho Phượng Nhung danh ca Phượng Nhung luôn á. Hát ngon lắm. Ngồi mặc áo vàng kế bên chị Phượng Nhung là ai? Đây là bà xã tôi. Đây, nghệ sĩ Đồng Hải. Thành Tài. Dạ, mình cảm thấy cường. Tôi biết là cô giờ này có thể là đang chuẩn bị đợi điện thoại, cho nên để chị nhân dịp này cho tôi nói chuyện với anh hai đó. Ngủ rồi. Đây. Ồ, anh hai à. Cũng cầm nè. Rồi. Dạ, cho thấy anh hai luôn đi. Thấy anh hai chưa sợ nha. Dạ. Ôi trời. Anh hai ơi, khỏe anh hai ơi. Mỏi quá. Em cũng xin thưa với anh là em biết giờ này ở bên đó là khoảng chừng 10 giờ đêm. Khoảng chừng 10 giờ tối cho nên là anh chưa có ngủ. Bây giờ thì anh em nghệ sĩ cũng đã đến chùa Quê Lâm. Lấy cái gì đắp cho anh hai đi. Có nghĩa là anh em nghệ sĩ là đến đây với cái ý nguyện của anh là muốn đến đây để cúng dường và tạo cái điều kiện đó là để cho anh em nghệ sĩ đầu năm hợp mặt, cái điều mà gặp mặt với nhau rồi nói chuyện với nhau rồi trao đổi với nhau trong cái cuộc sống thì nó quý hơn. Về vấn đề ca hát thì đó là sự đam mê thì ai cũng muốn, cho nên là bây giờ thưa với anh là theo cái sự mà cái ý kiến của anh đó thì ông Minh Minh Cảnh đó thì ông cũng mời anh em nghệ sĩ đến đây. Anh cũng mời cũng nhiều đó. Anh mời cũng đông 11, 12 người vậy đó. Còn em thì em cũng mời một số đơn. Em cũng mời đâu cũng cỡ khoảng 7, 8 người vậy đó. Thì cái phần đó thì em sẽ hỗ trợ với anh hai. Còn anh hai có cúng dường bao nhiêu á. Dạ, cho nên giờ báo với anh cái vậy ha. Rồi. Dạ. Em thì em cũng có mời một số người. Rồi ông Minh Minh Cảnh cũng mời một số người. Rồi những người mà em mời thì em sẽ hỗ trợ cho anh em. Cái này là anh hai có nói với tôi một tiếng là ở đây là họp mặt là chính chứ không phải là cái vấn đề gì hết. Vô trong. Nhưng mà với cái nghĩa cử mà anh muốn đền ơn đáp nghĩa lại do bề trên phù hộ độ cho anh đã hết bệnh đó. Thì anh muốn có một cái buổi văn nghệ họp mặt ở tại chùa Quê Lâm. Thế nên là hôm nay đó. Hôm nay thì với cái ước nguyện của anh thì anh Minh Minh Cảnh và tất cả anh em nghệ sĩ là đều biết. Cho nên anh em đến đây rất là nhiệt tình với một cái lòng phấn khởi là vui là được những gì mà anh đây đó là hướng cho tụi em. Rồi báo cáo với anh hai vậy nha. Cho dòm cái dung nhan của anh hai cái đi. Bây giờ là bên tổ chức kìa, muốn nhìn dung nhan kìa. Dạ bây giờ là còn 10 phút nữa là 10 giờ là bắt đầu là anh em sẽ
phục vụ văn nghệ cúng dường theo sự yêu cầu của anh hai để đáp lại cái nghĩa mà ơn trên đã phù hộ độ cho anh mạnh giỏi ở tại chùa Quê Lâm và được sự đồng ý của sư cô trụ trì chùa Quê Lâm. Rồi đây báo cáo với anh hai. Dạ. Anh hai giờ chuyện tại đây sư cô chùa. Dạ con mà con thưa sư cô, anh Minh Cảnh á, con xin kính mời sư cô. Các vị mạnh thường quân đại chúng đỡ A Di Đà Phật, chào bác Minh Cảnh. Dạ, năm mới xin chúc bác được dồi dào sức khỏe nha, thân tâm thường an lạc và giữ cái tiếng ca để phục vụ cho khán giả yêu mến bác thật là nhiều. Bác ráng sức khỏe dồi dào được trở về Việt Nam để hát cho bà con nha. A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Đa tạ sư cô. Dạ. Dạ dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Chúc sư cô luôn mạnh lành. Dạ. Để hướng dẫn đạo nhân và đi chọn đường đạo đạt thành sở đạo. Dạ. A Di Đà Phật. Chào. Cảm ơn bác Minh Cảnh nhiều. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Cũng dạ. Dạ. Thưa anh hai em Hoa Lan. Dạ. Em thay mặt anh Hùng Minh em cảm ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe, mạnh giỏi để rồi về Việt Nam anh em mình gặp nhau nữa anh hai ơi. À được rồi, tốt em. Dạ. Ở đây anh em nghệ sĩ ai cũng gửi lời thăm anh ha. Rồi đó anh hai nhìn thấy không đó, anh em nghệ sĩ đang ngồi nè. Thấy rồi em. Anh Phương Bình anh đang nhai bánh mì đó. Anh mới trồng răng giả hôm qua. Dạ. Tài. Rồi có anh Thành Tài nữa nè. Phượng Nhung giới thiệu. Rồi đầy đủ hết á. Dạ. Rồi vậy nha anh hai. Rồi anh nghỉ nha. Cô Tuyền ơi, chúc cô được bình an nha. Dạ. Cảm ơn chú Tâm đại diện hôm nay nhiều nha. Dạ. Tuyền ơi, sáng nay là ba thay đồ rồi nhưng mà đứng dậy cái chân đau quá đi không nổi. Thật ra có mình cô Lan vô à Tuyền ơi. Dạ dạ không sao. Dạ dạ dạ. Rồi tạm biệt anh hai nha. À, cô Tiền ơi. Đây bây giờ Úc Cảnh ơi có nói chuyện với anh hai không nè. Sư cô muốn nói chuyện với cô Tiền. Đây sư cô có nói chuyện với anh hai nè. Dạ A Di Đà Phật cô Tiền ơi. Sư cũng năm mới chúc cô Tiền sức khỏe được dồi dào và công việc cô làm nail được thành tựu tốt đẹp. Có người dân đấy làm móng thật nhiều để cô có phương tiện cô về Việt Nam cô giúp đỡ những vị nghệ sĩ nghèo để mình ủng hộ cho còn cái tinh thần cho cô bác được vui vẻ. Và sư cũng nói như vậy nữa, nếu mà qua năm cô có ủng hộ trong cái dịp Tết này á thì sư sẽ đề nghị cô cho cái ngày mùng 9 á thì khách Phật tử về thật là nhiều, tại vì ngày rằm thì chỉ có khách Phật tử giảng lai ít lắm, chỉ có ngày mùng 9 là ngày đông nhất của chùa, tại vì mình mời về đám giỗ Xuân Bà đó là hàng năm nó đã có sẵn rồi, thì có thể là qua năm đó, nếu mà cô Tiền có một cái sự ủng hộ cho chùa Quê Lâm của sư nữa thì sư đề nghị cô Tiền cho về ngày mùng 9 nó tốt hơn, và Phật tử rất là đông, người ta nghe thì rất là đông, còn hôm nay là chỉ có khắp thập phương lai rai thôi, tại vì người ta đi lai rai thôi. A Di Đà Phật. Dạ. Rồi mình tùy duyên đi sư cô. Dạ. À, cảm ơn sư cô. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị nha. Anh hai. Bây giờ là nếu anh hai mà muốn để cái điện thoại này em vẫn để luôn gì cho anh hai nha. Còn anh hai muốn chú tắt. Để cho con đi chú. Dạ, để tôi sẽ để đây. Để cho thầy ngồi với con. Rồi.